8 giờ tối rồi, 7 giờ mấy rồi. Ủa sao làm bài nó tối vậy? Gì lạnh lạnh vậy ta? Nước đá đó. Gây mê mà. Gây mê. Phải bỏ nó gây mê để xuống vô mình có sao không chạy? À, tôm thùng tôm nào cũng vậy mà. Ra chút xíu là nó ấy nha. Cái đoạn đường nó can đoạn đường. Ấy. Tôm thùng mà tôm nào cũng gây mê hết á. Gây mê chờ cho bớt lội, bớt mệt. Bự nè, bự hơn đợt rồi, bự lặn chỗ rơi đó. Có dạ? Nhỏ xíu luôn á. Trời ơi. Ừ. Vậy là bự rồi đó. Còn lạnh không? Thì còn lạnh thì cũng thấy nó cà đơ đơ, sao biết được tao, mà chắc cũng được chứ không nó đổi. Sợ về trễ tao nó yếu không? Thì đó. Sợ nhiều quá đó. Nó gây mê không biết gì đâu yếu, chừng nào nó hết mê nó mới. Nó kẹt xe hay là nó sao mà về trễ vậy ta? Chở dùm thôi. Tối chở một xe mày. Luôn á. Thấy hình như đủ mẹ cũng nằm nằm lạng lạng ở dưới này mày. Chờ tới. Dục vô cái đây. Hãy dù cho nó hết 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 mê rồi mới biết được. Thôi rồi cái tháng nó gọt á. Không có cho một thùng. Nước ngọt hả dở. Chưa tiền cho bạc rồi ngồi hết trơn đồ cái bình minh nữa hả. Nó đổ ra thao quá trời ơi, nó chết hết luôn. Điện ổng mất máy nghỉ luôn. Chúng sinh rồi lại mới không có hàng mẫu bọc mày. Ờ. Đợi 15-20 phút đi cho thảy vô cho hết mê rồi đổ ra thao coi có chết không. Rồi 8 giờ tối mới coi tôm. Bốn bọc xuống vô ngâm nè em ơi. Sao giờ tối dữ vậy không biết. Buồn bán đắt ca quyết kệ nè. Rồi, để ngâm 15-20 phút kia đi. Rồi thử cái nó sao. Hả? Nè, nói gì nè. Thì nói vậy đi chứ đẹp xấu gì. Điều thì không điều đâu. Mạnh nó sống là được à. Bỏ ngâm à. To thì hơi to hơn đợt trước á. Đổ ra bọc coi coi. Đổ hết ra luôn. Tụi nó có chết thôi đủ mà nghe thôi chứ. Nó còn mê chưa biết rồi trai. Mình dữ không? Để em coi rồi mà. Được. Tôm bệnh thì không to bệnh. Rồi to rồi đó. Nó cũng to rồi. Thao lại đủ mẹ coi, hết mè cái chết. Để coi ông anh mình thả tôm anh em. Mình với ông anh mình bắt chung á, người nửa thùng. Nhưng mà tới mình thả thì không ai quay đâu nên mình quay của ông anh mình, còn mình thả của mình không quay. Với Phân An, với Phân An. Là Phân An đúng không á? Ờ, vậy đồ nó ha, đồ bạn cũ mà kinh ghê á. Cho mạnh lắm mày. Trời ơi, hao vài con nhậm gì? Gì tao mạnh rồi. Rồi. Đưa đóng nó mặn tôi ra, thì dặn tôi đo dùng tôi ra. Đậu ba chín tôm này nè. Đậu chết luôn ạ. À. Ừ. À, dục cưa giết đâu ơi, dục cái mặn mặn ra coi. Dũng cha đâu mặn thứ một cái gì nữa. Rồi, tôi đo vuông chứ có đo tôm nữa đâu mà nói. Tôm là dặn 15 phần ngàn nha anh em. Bây giờ cầm ống đo mặn của mình về mình đo vô mình cái nè. Đi bằng hôm, không có quay video rõ ràng được cho anh em xem. Mình chỉ làm những gì trực tiếp nhất thôi. Cho anh hôm nay số mũi nha nè. Đang làm video đang nói chuyện mà nước mũi nó chảy rồi nè. Để vậy mình đo cái vuông mình cái nha. Ok, giờ là tới đo cái vuông của mình. Bắt đầu mặn cái đây. Bước xuống vô mục nước lên.
tự quay phim tự thuyết minh luôn nha. Đây là đứa chuồng của mình. Hổm bị một đám mưa khá là lớn, mới hôm qua là chơi đông mưa hổm. Quay cái mặt qua số qua đây coi. Khoảng 14 nha anh em, không được 15. Của mình thấp hơn cái 1 phần ngàn. Ok, thì dắt mình thường xương xương mình đổ vào thao. Ok nè, thì tối hôm qua mình thả tôm rồi nè, mình thả trên đầu gió nè. Thả một đi mũi cắn quá. Không có thừng được gì nhiều hết, đổ cũng đổ đại luôn á. Đổ đại xuống chỗ một chỗ này nè. Giờ là 11. 1 giờ chiều vậy, mình mới ra mình làm thêm một clip nè. Để coi thử có thấy đeo cỏ không. Thôi là mình nghĩ chắc thả đạt. Thế nó cũng mạnh, độ mặn nó bằng đó mọi người. Dù bên cỏ thứ con rồi rớt ra. Đó mắt thường mình nhìn thấy cái đêm mới rơm thấy được. Trời nắng quá chắc sợ xuống sâu. Dù mình mới múc lại nên nó không có cái dạng cái lài, nó hẩm xuống. Nó đeo dưới đâu thấy được đâu. Có cái lại cho nó dễ nhìn thấy hơn, không có cái bực. Ok, sao nãy giờ tìm kiếm mình thấy được hai con tôm một con đeo cọng cỏ này nè. Mà khó thấy mắt thường mới có thấy được. Nãy mới khều bốn mất tiêu hay gì. Nãy mình có bấm quay nữa nhưng mà mình lúc mình khều á, bấm nhìn lại cái điện thoại thì nó không có ăn nha. Cuối cùng bốn mất tiêu rồi, lỗi mất tiêu rồi. Tụi con mới thả mà. Màu nước mình cũng không trong lắm, chắc vài bữa nó trong là hơn nữa. Chứ màu nước thì đẹp rồi đó. Hơi khó thấy tôm con. Nhưng cũng gác nhỏ nhỏ, tiệp tiệp với màu nước nữa. Đeo cũng có, nhìn không ra luôn á. Thì thôi, clip mình chia sẻ với anh em chút xíu thì kết thúc video tại đây nha. Rồi năm mới, chúc mùa mới, chúc anh em bội thu nha. Rồi, bye bye anh em.